là phức tạp. Ok, vậy thì mình sẽ bắt đầu nhá. Charge your bells. Ok, time's up. Hết giờ rồi Linh ơi. Em đã hoàn thành bài của mình chưa? Ok, trong 15 phút thì đây là một thử thách khá phức tạp phải không nào? Yeah. Nhất là không có thời gian chúng ta soát bài nữa. Vậy thì chúng ta thử xem là một bài bình thường chúng ta viết trong 20 phút thì một bạn học viên được 7.5, viết trong 15 phút thì đã làm được gì và chưa làm được gì các bạn nhá. Rồi, đây có thể mượn máy của Linh nhá. Cảm ơn em. Đầu tiên đó là đề bài của mình đó chỉ là một đề map và họ so sánh giữa hai cái layout của một đảo ở trong hiện tại và ở trong quá khứ. Đầu tiên là mình sẽ viết về intro đúng không ạ? Rồi mình đã nói là cái đảo này đã thay đổi, có cái sự thay đổi như thế nào. Overview thì mình đã nói là người ta thay đổi cái gì. Thứ nhất là cây nó đã bị chặt để có thể dành chỗ cho những cái facilities khác. Tiếp theo về body thì mình đã so sánh giữa cả quá khứ và hiện tại. Quá khứ thì có cái gì, hiện tại thì nó đã thay đổi như thế nào. Ví dụ như là nó được thay thế này, hay là nó được thêm vào, hay là nó được mở rộng ra. Đấy chính là tư duy của mình đối với cái bài map này. Ok rồi, cảm ơn Linh nhá. Thế vừa rồi thì Linh cũng đã chia sẻ một số cái tư duy ban đầu của Linh trong trường hợp này rồi. Thì thầy để ý là ngay khi mà Linh nhận được đề bài thì Linh đã bắt đầu viết ngay. Có lẽ thầy có một lời khuyên cho Linh là lần sau Linh nên dành khoảng 30 giây. Mặc dù đây là một bài mà thời gian gấp, nhưng em nên có một chút thời gian để mình tư duy, mình nhìn cẩn thận hơn một chút nhá. Rồi thì bây giờ thì thầy sẽ chữa bài của Linh theo từng cái tiêu chí chấm điểm. Thì như Linh biết là chúng ta sẽ có 4 tiêu chí chấm điểm cho bài writing này. Thế đầu tiên thì thầy sẽ nhận xét Linh ở cái tiêu chí gọi là tiêu chí task achievement. Đó chính là em đã đạt được cái yêu cầu của đề bài chưa. Đó nhá, thì chúng mình cùng quan sát nào. Đầu tiên thì check về số lượng từ vựng thì Linh đã viết đủ. Thứ hai, đây là một bài map thì Linh đã đưa ra được các cái từ về mô tả vị trí và phương hướng của các cái gọi là facility trên bản đồ. Về một cái overview thì Linh cũng vừa chia sẻ là Linh nhìn thấy là gì nhỉ? Những cái cây bị chặt đi và để thay thế bằng những cái cơ sở vật chất khác. Ok, một điểm tốt. Linh chỉ ra được các sự thay đổi, ví dụ là tòa nhà đọc thêm vào, cái gì biến mất đi, và Linh có sự so sánh giữa hiện tại và quá khứ. Ví dụ đây thầy thấy là gì nhỉ? Cái cầu tàu nhỏ đã được mất đi, thay thế bằng cái bến cảng lớn hơn này. Ok, nhưng vấn đề là đây có hai điểm mà thầy thấy là Linh còn miss một chút. Thứ nhất là em chưa có sự so sánh về mục đích của bãi biển. Linh để ý nhá, ở đây này, ở trong quá khứ này thì đây chỉ là beach bình thường thôi, nhưng mà về sau nhìn thấy cái tờ gọi là gì nhỉ? Swimming permitted, có nghĩa là sau này thì mới được bơi ở đây. Thì em đang chưa thể hiện được cái này, vậy là bị miss một đặc điểm. Thứ hai là em chưa so sánh, vì đề bài người ta yêu cầu là phải đưa ra sự so sánh. Thì em thấy đây là gì nhỉ? Cái peer nó nhỏ, còn cái peer giờ nó larger, thì em chưa thể hiện được cái điều này, và em bị miss một chút điểm về mặt so sánh. Vậy thì ở đây, ở ban điểm task achievement, thầy đang để cho Linh là ban điểm 7. Thứ hai là đến tiêu chí coherence and cohesion. Điểm tốt này là em có sử dụng phép tham chiếu bằng cách sử dụng đại từ chỉ định ở đây là these, nhưng vấn đề là chưa đa dạng. Em chưa sử dụng phép thay thế là phép substitution, và em có sử dụng các cái conjunctions ở mức độ hợp lý, như ở đây là có là từ moreover này, xem nào, meanwhile này, đó thì đây là không bị overused, vừa đủ nhá. Thì ở tiêu chí này thầy cũng chấm em 7 điểm. Tiếp theo là phần lexical resource, thì đây là phần mà Hoài Linh cần cải thiện nhiều hơn. Điểm tốt là gì? Em không mắc lỗi chính tả, một cái mà rất quan trọng. Spelling mistake là một cái bị trừ điểm rất là nhiều. Thứ hai là em sử dụng được các collocation ở đây một cách khá phù hợp. Thứ ba là em sử dụng hoàn toàn từ vựng là formal, gọi là văn phòng trang trọng nhá. Tuy nhiên là Linh chưa sử dụng được một số từ vựng less common. Phải thấy đa phần những cái facilities ở trên hình ở đây thì em đang bê nguyên lại. Ví dụ nhá, cái từ cafe là một từ rất khó paraphrase, nhưng em có thể paraphrase là gì nhỉ? Chúng ta có đây một cái gọi là coffee shop nhá, hoặc là open restaurant, quán nhà hàng ngoài trời. Em có thể paraphrase là gì nhỉ? An eatery in the open air, hoặc là an outdoor eatery. Eatery nó cũng là một nhà hàng. Ok, vậy thì tiêu chí này thầy đang mới chỉ để cho Linh 6 điểm thôi, hơi chặt một chút, nhưng để Linh có cơ sở để Linh cố gắng. Và cuối cùng là tiêu chí grammatical range and accuracy. Đó, thì thứ nhất là em có một vài lỗi về chia thì. Thứ hai, cái tốt này là Linh sử dụng được một số cấu trúc, câu ghép và cấu phức. Có sử dụng mệnh đề quan hệ này, nhưng mà chưa đa dạng. Và cuối cùng là
em không mắc lỗi về sử dụng dấu câu hay nó gọi là punctuation. Thế vậy thì ở tiêu chí ngữ pháp, Linh đang đặt ở 3 điểm 7 và Linh muốn cải thiện hơn thì Linh cần đưa thêm vào đa dạng cấu trúc hơn, và đặc biệt quan trọng là đừng để chia sai thì nhá. Vậy thì 3 điểm tổng quan của Linh cho bài map này là 7, 7, 6, 7, thì chúng ta sẽ là 6.5. Ok, rồi cảm ơn các bạn. Oh my god. Đúng là chua thật. Rồi chua chát thì có nghĩa là chúng ta cần bổ sung thêm quả sung nữa. À thế à. Chia tay cao. Enjoy love and fancy. Ding 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 ding. Rồi. Chào nhanh quá. Không cắn ăn hẳn đấy hả? Thôi cắn rồi nhá, rồi đau răng chết. Hình phạt chua chát. Chua lắm. Reddish, bluish and yellowish. Oh my god. Okay, how can a clam cram in a clean cream can? How can a clam cram in a clean cream can? I have a memory like an elephant, but it's busy as a bee. What is this? Thế thì bỏ qua những cái cảm xúc mà những vitamin C mang lại cho chúng ta. Thế vậy thì Linh cảm thấy thế nào khi mà phải hoàn thành một bài Task 1? Dạng bài map là một dạng bài rất là khó trong vòng 15 phút. Thực ra khi mà nhận đề bài thì mình thực sự rất là sốc luôn, bởi vì map là một trong những cái dạng đề mà mình kiểu khá là sợ. Với cả là về mình còn bị áp lực về thời gian là mình chỉ có 15 phút thôi, vì thường thường thì mình sẽ hoàn thành trong vòng 20 phút. Nên là chắc chắn sẽ có áp lực rồi. Cũng là cho thời gian nó khá là hạn hẹp nên là đôi khi mình áp lực quá mình rồi. Dễ dàng mắc một vài cái lỗi như em cảm thấy đúng không? Lỗi về thì đúng không? Đáng tiếc không? Đáng tiếc đúng không? Đó nhá. Thì đây sẽ là một cái bài học để cho các bạn là khi ở nhà chúng ta nên dành thời gian để luyện tập hơn. Thì khi đi thi chúng ta sẽ được thích nghi với lại cái áp lực phòng thi các bạn ạ. Ở nhà mà các bạn thoải mái quá nhá là đi thi các bạn sẽ không gọi là đối phó nổi với lại cái áp lực phòng thi đâu. Lời cuối cùng thì mình và thầy xin chúc các bạn mình sẽ có một kỳ thi IELTS thật là tốt, và mình sẽ hoàn thành được bài IELTS writing điểm thật là tốt nhá. Linh ơi, chúng mình sẽ chào tạm biệt các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. IELTS Writer, vì 1 triệu người Việt đạt 6.5 IELTS.